lại. Thầy nó đen nhỉ? Thầy nó bị đen nhỉ? Bị đen à? Đã đây lùi vào đây, tao vừa. Đừng lùi ra các. Để đồ trong, em để hết vào trong đi. Để hết đồ trong đi. Anh em để hộ đồ trong cái, đồ anh em để cho vào trong một cái. Vào. Ôi. Rất tuyệt vời. Đứng ở đây nha. Giữa hai bên. Tại sao mình kia? Sao kia cũng được. Sao kia ngọt tí em chàng. Sao kia là ngọt tí. Hôm nay là trận bán kết lượt 1 diễn ra giữa đội Phắc Phò Phát, Phắc Phò Phăn. Ôi. Vào mẹ rồi. Sút quả tốt quá. Chưa gì đã bị ăn quả rồi. Nó sút quả mất bóng, sút mạnh quá. À. Ui gọi đây. Ui ơi. Anh em lại chắc chắn lên. Anh em bên nhường thế. Nhường hơi lộ liễu đấy. Mới được 2 phút thôi bên kia đã ghi bàn rồi, bên Tâm Lồng Tâm đã ghi bàn rồi. Sút quả mạnh và rất là chuẩn xác. Tốt. Bắt nào mất quả bóng đấy thì cũng không nói được nữa rồi. Bên Tâm Đồng Tâm có một số cầu thủ trẻ khỏe và họ chớp thời cơ rất tốt. Nếu mà Phắc Phò Phăn cứ đá trong tình trạng không chắc chắn như thế này thì tôi nghĩ là sẽ còn thêm một vài bàn thắng nữa chứ không phải là chỉ một bàn không. Có to không làm gì được. Không sao, trận đấu mới chỉ là bắt đầu thôi, chúng ta còn 2-3 hiệp nữa cơ. Tốt quá, phản ứng bóng rất tốt. Anh ơi, cho xin quả bóng anh ơi. Lại bị phản công mất rồi. Tốt. Ôi giời ơi. Không sao, sếp mà. Sếp còn đạp vào nhiều chỗ khác hơn nhiều. Ăn thua gì. Tiểu Hoan nào, Hoan đang đứng kia đây địt mẹ. À ừ. Rất nguy hiểm. Lém mẹ vào lại cầm. Thôi xong rồi. Tốt quá. Hai đội đá đang không khí đá đang rất là căng thẳng nhá. Thua một bàn sớm lại thì làm cho các cầu thủ đá lại nhiệt hơn rất là nhiều. Anh chào cô em nhá. Tiền đạo luận hôm nay lại xuống làm thủ môn. Công chúa bong bóng hôm nay là bị có việc đi công tác đột xuất ở tận Cao Bằng Bắc Cạn.
Có một quả phạt góc dành cho Phắc Phơ Phan. Hay quá. Góc 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 góc. Quả quả phải là góc nhưng mà không sao. Vấn đề gì một hai quả có nhìn thấy đâu. Cái chân nó đỡ bóng chứ ai nghĩ là chặn lưng chặn bông rồi. Rồi lại mất bóng mất rồi. Tốt. Hôm nay các tuyển thủ bên Viettel lại đá với tinh thần quyết tâm rất là cao nha. Mọi người hay quá. Tiền đạo Luận à, quên thủ môn Luận. Quả đá phạt đá phạt đấy chứ giờ lại phạt góc à. Ui giời ơi, búa tạ vãi trưởng. Trận đấu mới được 8 phút thôi. Tình hình này cũng còn rất nhiều điều bất ngờ. Tại sao lại không cho bím bủng vào đá nhỉ? Trời ơi! Hay quá, quả này nguy hiểm. Tốt cành. Hay. Tốt. Rất hay. Và dứt điểm của Mr. Đạt là dứt khoát nhưng mà hơi thiếu chữ chính xác. Không sao, đấy chỉ là một va chạm bình thường thôi. Hay. Tốt. Ôi giời ơi, địt mẹ, quên mất. Địt mẹ. Quên mất mới đau chứ. Thấy người. Mạch cảnh kỳ ra. Và tốt, người làm đá rất tốt. Mẹ lên mẹ sát đi.
Ui giời. Lợi thế là 1-0 ngay từ những phút đầu tiên nên là đội Tâm Đồng Tâm vào rồi. Tâm Đồng Tâm là đá rất là thong dong. Ôi, nguy hiểm quá. Sợi đơ đây. Hay anh ơi. Đội cờ to ra sân rồi. Thay là cầu thủ đá cánh phải khá là hay đấy. Cứ thoải mái đi, còn lâu mết giờ. Biên rồi. Biên rồi. Anh lên đây, cánh dâng đi, cánh phải dâng đi. Tốt. Hôm nay đội Pháp For Fun này có sự thay đổi nhá. Anh Hưng lại về thòng mà. Bạn anh Hưng thì lại lên đá tiền đạo à. Ôi, kệ cho sự kệ chân. Cứ đá đây, trọng tài chưa nói gì, cứ đá đây anh ơi. Tốt. Đấu đang rất là căng thẳng rồi. Trận đấu đang rất là căng rồi. Thế mới đúng tố chất của một trận đánh kết vào. Ôi, đi về quá hay quá. Ôi, quả rất hay. Mình tự tiếp xúc quả bóng và bước một rất là tuyệt vời. Người chuyền cũng hay, người bắt cũng giỏi. Quả đấy tuyệt vời luôn. Không biết các bạn có xem kịp không, nhưng mà phải công nhận quả ấy hay. Đó là mình ơi, quả hay quá. Quả rất hay luôn đấy. Ơi, thủ môn Luận, thủ môn Luận bắt hơi lởm đấy. Đáng nghe phải cho cảnh vào thủ môn. Thủ môn Luận là bắt hơi lởm. Nhưng mà không sao. Ui dồi ôi, đá kìa, địt mẹ vãi lồn. Tôi phải công nhận đấy là vãi lồn luôn.
chạy đi, chạy đi. Sao rồi? Anh ơi, cánh phải ơi. Làm sao? Chuyển ở đấy thì thằng béo được. Cần phải bình tĩnh hơn trong những pha xử bóng của đội Phóc Phóc Phan. Mọi thứ đều đang rất là vội vàng. Không cần phải thiết phải như thế. Còn mấy phút nữa anh? Trận này tôi nghĩ là không phải trận bán kết nữa mà là trận chung kết mất rồi. Sao đứng hết lại vậy? Khá là nguy hiểm. Anh ơi, thằng kia đá là làm gì? Lên! Ôi, phải áp ngay. Ông 15 lại phải áp ngay. Quả đấy em phải áp vào mặt thủ môn ngay. Nguy hiểm quá. Số 15 ra. Kèm. Bơ vơ quá nhỉ. Pha phát bóng rất là mạnh ấy. Lại về gôn anh. Tốt. Ít mẹ quả đấy, phải nhào vào thủ môn ngay đi. Kiểu đéo gì cũng phải nhào vào đấy. Đẩy sao, đẩy sao trọng tài này. Quả đẩy vào đấy là có thể gãy lưng đấy. Vi lai. Cột 2 mình ơi, cột 2. Không sao anh ơi. Không sao, vẫn còn thời gian. Chỉ có 1 phút từ giờ này, 1 phút này. Em vào cái to nhưng mà 1 phút từ giờ. 1 phút nhá. Đấy, nếu mà có loa thì đây. Nhanh, hết giờ mất. Tốt. Lại đẩy kìa. Chưa tay, vẫn đá đi. Tay gì quả đấy.
Hết giờ. Wow, trận 2 bắt đầu. Sút luôn. Rất quyết đoán. Khả năng đội kia là đang có ý đồ thủ rồi. Họ dồn hết về sân nhà. Trận đấu ngày hôm nay thấy sự va chạm giữa hậu vệ thòng cao 1m8 và tiền đạo cao 1m79. Xịt mẹ. Hai người cao gần bằng nhau. Sự đối đầu khá là thú vị. Ôi giời ơi. Tiếc quá. Quả đấy lên phạt thì đúng hơn. Quả đấy cái chân rồi. Quả đấy vào sau rất là nguy hiểm, lên phạt thì đúng hơn. Mấy quả cái chân. Anh cứ phạt đi cho bọn em có tiền anh ơi. Cứ thẻ đi cho em có tiền. Anh phải rút một cái thẻ ra cho trận đấu nó hãm lại anh ạ. Không thì sẽ có nhiều sự va chạm không đáng có xảy ra. Bóng kia thủ môn đây. Thủ môn đây. Tốt. Hay quá. Một tôi khen. Ôi, ôi. Ôi. Ôi giời ơi. Tôi đang đợi đến 10 phút thì sẽ đổi. Cứ đá đi. À, bính kìa. Ôi. Ôi. Ôi, vào rồi. Ôi, hay quá. Một đều, trận đấu rất căng thẳng. Thế mới là trận bán kết chứ. Trận đấy mới là trận bán kết. Giờ các bạn, đây còn căng thẳng hơn cái trận bán kết luôn. Nó phải là trận chung kết chứ không phải trận bán kết nữa rồi. Đúng rồi, không nhìn được. Đến ở đây mình không nhìn được. Đừng bao giờ trách trọng tài. Không thể nhìn thấy được. Thế nên là cũng không thể trách được. Có lẽ họ sẽ sút luôn. À không. Di chuyển sân 7 này, di chuyển thì mẹ di chuyển sao được. Đừng có trách người ta. Thật. Bởi vì sân chuyên nghiệp bao giờ người ta cũng phải có hai trọng tài hai bên sân. Đây sân mình một người này là được rồi. Đừng trách người ta nữa. Đúng. Ôi giời ơi. Trả lại vậy. Đức mẹ Giê-xu ơi. Này. Đâu. Không. Phản đéo sang cái trận đôi mình đi có mẹ mình cũng vừa cơ. Đánh anh em ơi. Cố lên, cố lên. Không sao, không sao mà. Không sao. Anh Tuấn Anh ghi bàn. Đá đi. Cứ bình tĩnh thôi. Không sao, không sao, không sao. Không với được thật. Nó đẩy mạnh lên. Đẩy mạnh lên là nó lên mà. Chặn bóng nó đẩy được. Không đẩy được, nó cao quá, không đẩy được. Thôi, không sao cả. Bạn đấy chỉ là tay lạ. Chả vấn đề gì. Ôi, ôi giời ơi, lại bàn nữa rồi. Trời ơi. 3-1 mẹ mất rồi. Quả đấy là cũng không thể trách được ai cả. Chắc chắn là sẽ có sự thay đổi người. Chắc chắn là như vậy. Căng quá nhỉ. 3-1 mẹ rồi. Càng buổi.
bụng to thôi. Lâu không đá nhỉ. Đi đi. Lộn. Địt mẹ bảo sao nó đuổi con mẹ ra. Nó đuổi ra làm huấn luyện viên địt mẹ. Lộn. Anh Tuấn Anh hôm nay là một ghi bàn, một assist. Thành tích rất là tốt cho đội trưởng. Trận đấu đang bị gián đoạn lại đôi phút do có sự thay đổi thủ môn. Đúng rồi, trọng tài là chuẩn. Thôi rồi, đá kiểu này là bị nó dàn vào đầu rồi. Ơi, sao trai để hỏng thế nhỉ? Cảm giác nó hỏng hỏng kiểu gì? Quả vừa lấy, quả thứ hai, quả thứ ba đều tay lạn hết. Đá. Hai quả tay lạng. Thổi đấy anh em, thổi đấy. Thôi lại chết rồi. Rất nguy hiểm với những cái bàn tạt tạt của anh Tuấn Anh nhá, mọi người lưu ý. Không gặp anh Hàn bắt hết. Chứ còn đéo gì nữa. Đấy là tao đang thuyết minh thôi, để mẹ. Nói vậy anh nói đây cố đang nghĩ là tí tàn. Khó rồi, bây giờ đến 3 bàn 2 trắng rồi thì sẽ là khó rồi. Khó rồi. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh mà đẩy thôi. Tốt, đúng rồi, tốt lắm em ơi. Ôi cái gì đấy, địt mẹ, chân nọ ra đá chân chiêu. Mệt quá. Ủa đấy, hậu thủ môn nó phải như vậy. Đấy chứ giờ chân tay nó phải lèo khều như vậy. Chuẩn nó phải như thế. Phải thụt ra thụt vào ấy. Đá được hàng xóm này em. Ít chân lại được. Chị đúng em làm sao mà đá được như cái đội này. Thật. Nó phải khác chứ. Đá đội này dành sức đá chung kết thôi. Đừng để máu luôn. Luôn luôn luôn. Ôi giời, rồi thế nhở? Chuyền luôn bên trên này cho xong. Khổ vậy. Chạy đi anh ơi. Đá đá dưới thôi anh ơi. Kéo cái tay rồi. Ôi giời. Tốt rồi, tốt rồi. Lùi đi, lùi đi. Anh ơi đừng để nó chạm bóng anh ơi, bắt sát vào. Giời ơi. Anh Minh Thỏng. Cùng bóng bên mình mà. Lên đi, dồn lên đi. Luôn. Tốt quá. Ui giời ơi. Phí quá. Trường của tôi đây Đạt ơi. Tốt. Rất cố gắng. Trăng hôm nay sáng quá. Đá vị trí thôi, không việc gì phải chạy tít sang bên kia làm gì. Anh Sơn, anh Hưng hôm nay bị sao? Cống lão nhỉ? Để quả thứ 3 rất là vớ vẩn. Thằng Lôn nó như thằng Ngọc ấy nhỉ anh ạ? Ờ thằng Ngọc. Đúng rồi. Từ thôi, từ thôi. Ôi.
Rút. Góc đây. Hai đội kia đủ góc nhiều hết rồi đấy. Để lên cao thì thích bán. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hôm nay là bốc mộ vạ gì bên nhà vạ. Nó bảo là đéo phải họ nhà nó. Ôi là Dương à. Đúng rồi, đúng rồi. Em cứ sợ anh đéo ra. Anh cứ phải trẻ con đéo đâu. Thật thì. Đúng. Trẻ con đéo. Ôi giời ơi. Đéo ăn địt mẹ phí tê. Tốt anh ơi, làm lại anh ơi. Khởi động đi, khởi động đi. À, nhớ phải đội mình. Ui. Rồi ơi. Đấy thì mẹ cảnh có bắt hay chứ. Bảo đứa cảnh đã bắt ngay từ đầu ý. Tốt cảnh ơi. Anh đây. Đây anh vào chuyển đây. Nhớ anh làm gì hết. Sao đấy? Chả biết nữa. Góc rồi, góc rồi. Có góc. Hết rồi, hết rồi. Góc, góc tay ơi, góc, góc tay ơi. Anh ơi, thôi anh ơi, thôi. Anh ơi, thôi. Anh ơi, thôi. Thôi. Bạn ơi, thôi. Thôi anh ơi, thôi. Anh ơi, thôi. Không sao anh ơi, thôi. Đúng rồi. Bình tĩnh anh ơi. Bóng mình thì cứ từ từ thôi, sao phải khổ thế nhỉ? Bóng bên vào vô phân mà. Là vào. Vào.
5 phút. Là sâu hơn rồi. Chưa còi thì cứ đá. Ôi mạnh quá. Quả sâu hơn rồi. Cột sâu. Anh nhìn cái gì? Ở đấy mà anh vẫn có trò đá được nữa. Xác định cái gì? Quả đấy cột sau gôn rõ ràng. 5-3 kia. Hay lắm. Ôi. Đào thả đường nhà luôn đi. Nói thế. Dưới kia. Ngoài nhau bà kìa. Môn tốt mà. Chúng ta mạnh thế nhỉ? Ấy, sao lại cứ thế nhỉ? Được, không sao, thế được rồi. Ôi giời ơi. Bọn này nó nhiệt lắm, đã nhanh lên. Đầu tiên anh em đá cũng lập bập như này này.
Ôi gì, luận ngay giữa này. Hôm nay họ bên vợ lại bốc mộ hả em? Đéo phải họ hàng gì đúng không? Mãi lều đi. Đi chuyện, đi chuyện. Này, chi từ sáng rồi, chi từ hôm qua rồi. Thế anh em bỏ tiền đạo mặt nghỉ không? Chả đấy thì đấy có phải... Đấy có phải họ hàng đéo đi đâu thôi à, địt mẹ. Đéo có bốc mộ, bốc miệng đi hết, địt mẹ. Sáng mai bốc à, thì đã hoãn rồi đúng không? Tiến hành kiểu này có Việt Nam đá nên là... Hoãn bốc, đéo bốc đi biết thế. Anh em đội mình cẩn thận đánh mạnh nha, anh mạnh sẽ xấu lắm. Vâng. Toàn vào chân với vào tay thôi. Đạp, anh có làm gì đâu, đạp mẹ vào chân mà anh có làm gì đâu. Bẩn lắm. Có tài, rất... Có tài nhá, có tài nhá. Có tài cô thôi. Tòa án công lý sẽ nêu tên, có tài. Thế ạ. Thế ạ, thế đó. Thế vàng. Gót. Ôi, lăn xả quá. Ôi, địt mẹ chứ, mắt hay như vậy mà. Thôi, tài năng đúng không? Gì lên ở đây. Bên này. Tao nhìn thấy tao còn khó đuổi rồi. Mày mình có đuổi đâu. Đuổi đéo đâu. Ơ. Không đạo à. Trọng tài gọi hơi quả đấy ấy là phải phạt tiếp chứ để. Hơi thiếu dứt khoát. Ưu tiên xong rồi phải phạt. Ưu tiên xong rồi là phải gọi vào là thẻ chứ để. Đúng là như thế luôn. Thẻ đi trọng tài ơi. Quái đạp như thế là phải thẻ.